nghệ sĩ người Brazil Eduardo Sro đã tái tạo các tác phẩm của những bậc thầy nổi tiếng mà không cần dùng đến một giọt sơn màu. Vật liệu chính cho các tác phẩm là những mảnh rác nhựa, túi ni lông được nhặt từ các con sông và trên đường phố. Để chuẩn bị cho triển lãm mới nhất của mình, anh đã làm nên các tác phẩm sao chép của những danh họa nổi tiếng như Picasso, Van Gogh, Monet và Warhol để thu hút sự chú ý của mọi người và nâng cao ý thức về ô nhiễm do rác thải nhựa. Tôi giới thiệu loạt tác phẩm này với tên gọi Nhựa Thiên Nhiên, không có sơn màu, ngoại trừ những gì đã được ngành công nghiệp chế biến thành nhựa. Nó không có keo, nó là một cái hộp đã được tạo hình sẵn, và bên trong tôi ấn và làm dày lại bằng các miếng túi ni lông. Tôi tạo ra từng cụm túi ni lông kết hợp màu sắc có sẵn của túi, dồn lại để tạo ra hình ảnh như bạn thấy. Trong đại dịch COVID-19, anh Eduardo tập trung sáng tạo tại studio, nơi anh thay chổi sơn bằng một chiếc nhíp để cài những miếng ni lông vào các lỗ đục sẵn trên một tấm bảng gỗ, tạo thành những bức tranh. Tôi dự đoán rằng những tác phẩm này sẽ tồn tại trong nhiều năm trong lịch sử nhân loại, cũng như nhựa mà chúng ta thải bỏ một cách không hợp lý ra môi trường. Chúng ta biết rằng Mona Lisa đã hơn 200 năm tuổi, nhựa mà chúng ta sử dụng cũng sẽ tồn tại trong tự nhiên trong hơn 200 năm nữa. Từ lâu, nghệ sĩ Eduardo luôn nỗ lực nâng cao nhận thức về môi trường bằng cách tạo ra các tác phẩm sắp đặt khổng lồ trong những không gian công cộng quanh thành phố Sao Paulo.